Vâng, chào mừng tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại kênh của Văn Trường. Thì hôm nay mình cũng mới săn được một lô mai. Nói chung là giá nó cũng mềm. Bởi vì thật ra mà nói thì mình chẳng có điều kiện mà mua những cái cây mà giá nó cao quá anh em ạ. Cho nên là mình đi săn ba cái loại nói chung là người ta không có chăm sóc. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về một cái clip tổng quan về tất cả các cách thức mà chăm sóc vực lại những cái cây mà nó bị suy như thế này. Đây, chỉ sau một nốt nhạc thôi nha anh em, chứ còn ba cái loại này đối với mình nó cực kỳ đơn giản, nó chỉ cần một đợt lọc duy nhất là hoàn tất tất cả các loại. Thì clip này mình sẽ chia sẻ với anh em là tổng quan về tùy từng cây. Thì hôm nay mình cũng đã lựa được một số cây, nói chung là mình cũng đi mua thôi, loại này mình mới săn về xong. Thì anh em dòm lá và biết thì loại này là chủ nhân họ không có chăm sóc mấy, cho nên là cái dòng này là nó bị bệnh, lá nó bị bệnh nhiều, thường là bị vào các mùa mà bọ trĩ với nhện đỏ anh em, là cây nó sẽ bị lá, bọ trĩ với nhện đỏ nó sẽ ăn lá, và trong quá trình ăn lá như vậy thì chắc chắn một điều mấy anh em, đó là vào cái tháng 9, tháng 10 thì sẽ bị đổ bệnh toàn diện. Chính như vậy cho nên là cái loạt đây thì nói chung là bệnh tật nó rất là nhiều. Và mình sẽ chia sẻ anh em là cách thức là khắc phục toàn bộ các loại bệnh trên cái cây này, tất cả các cây này, là một. Với hai nữa là mình sẽ chia sẻ anh em cách thức mà sang chậu luôn, rồi mình chia sẻ luôn cái vấn đề là cái chất trồng để vô những cái loại cây như thế này làm sao mà cho nó hợp lý mà nó vực dậy. Thường thường những cái loại này mà đối với mình hay là những anh em nào họ chơi vài năm rồi thì họ vực lại chỉ mất khoảng tầm là vài tháng thôi anh em. Bởi vì anh em phải hiểu này, những cái cây mai đây là những cái cây mai không được chăm sóc anh em nhé, nó không được chăm sóc tử tế. Đây rong rêu nó bám này, anh em thấy này, mình mới sắm về đấy. Rồi, nấm hồng nấm hiếc kia nó bám tùm lum này đó. Thì những cái loại này rất chi là đơn giản anh em ạ, bởi vì là những cây này nó không, người ta không chăm sóc là một. Cái thứ hai là người ta không có phân thuốc, thì những cây như thế này phục hồi cực nhanh. Còn nếu những cây mà người ta ở những nhà vườn họ chuyên chăm sóc thì anh em phải hiểu là những cây đó phục hồi rất là khó. Thì đây là tất cả là dòng này là dòng mai lò xo của Bình Định nha anh em nha. Dòng này là dòng mai lò xo Bình Định, mới đi vợ kẹo được hồi sáng này. Nói chung là cũng được, mình thì chỉ có đủ khả năng chơi được những cái loại này thôi anh em ạ, chứ mình thì không có đủ khả năng mà chơi ba cái loại đồ vít. Đây anh em thấy này, nấm rêu này, rồi cành này, đây nó ăn là, tóm lại là nó ăn tùm lum. Thành cái này hơi to nha anh em, bự này, rồi lũa gốc này. Nói chung thì mình sắm cái loại này, mấy cái loại này thì mua nó rẻ anh em ạ, bởi vì là người ta bỏ, người ta không chăm sóc anh em. Thì thường là những cái cây này là mua giá nó thấp là một. Thứ hai nữa là mình về mình phục hồi rất là nhanh, nhưng mà loại này thì chỉ có thể phục hồi chơi bonsai thôi, theo mình là như vậy. Còn tùy theo từng người chơi, có nhiều cây họ thích cái kiểu mà chơi to thì họ để to. Đây anh em thấy rong này, nó bám này, đốm táo này. Thì khi mà cây mà bị mà rong đốm các thứ là nó ăn thế này anh em, thì chắc chắn anh em một điều đó là cái cây mai của anh em rất khó phát triển. Bởi vì là thường là phun thuốc sâu nhiều á anh em, cái những cây mai mà được chăm sóc á thì sẽ không bao giờ có cái rong nó bám ở đây anh em nha. Bởi vì cái rong này nó sẽ chết ngay. Đó, rong này. Rồi một số nấm, cái nấm trắng trắng này anh em này. Đây, cái nấm trắng này gọi là rệp sáp trắng bám trên cành mai này đó. Thì đây này, anh em dòm mấy cái cành mai là biết là cái mức độ chăm sóc của cái mấy cây này như thế nào. Thì thật ra mà nói thì cũng tùy từng điều kiện, có nhiều người họ bận việc, họ không có thời gian chăm sóc, thành thử là họ bỏ bê thì chắc chắn là sâu bệnh sẽ tấn công thôi. Thì những loại này thì chăm sóc nó vực cây lại nó cũng dễ, nhưng con điều về thế thì mình không biết được, về thế thì mỗi người chơi mỗi thế anh em, cho nên là khó nói về thế lắm. Bây giờ là cái vấn đề đầu tiên nhất là mình sẽ chia sẻ thế này cho anh em dễ hiểu này. Ví dụ mà cái này bị nhện đỏ đấy này, đây cái loại sẵn tiện phân tích cho anh em cái loại ấy nha, chấm chấm trắng trắng li ti này, đây hơi li ti rất nhỏ bám trên bề mặt lá, đó là dòng nhện đỏ nha anh em.
dòng đó là nhện đỏ. Thì những cây bị nhện đỏ ăn thì chắc chắn là cây nào cũng phải tụt đầu hết, không có cây nào mà tài giỏi gì đấy. Đây này đó này. Thì nó có nhiều nguyên tắc thế này, nếu như mà anh em mà có cái cây sẵn á, mà cây trong chậu hay này, thì mình khuyên anh em là tạm thời mùa này không nên thay chậu, không nên thay chậu và cũng không nên là chăm sóc làm gì, anh em cứ chăm sóc bình thường thôi, để đợi đến gần Tết hoặc sang riêng anh em áng thay chậu, bởi vì là mùa này đang là mùa lạnh thì thay chậu nhiều khi là cái cây nó sẽ bị yếu đi. Đó là mình cũng xin chia sẻ thật với anh em như thế. Còn đấy là những anh em mới chơi thôi, còn những anh em mà chơi 2-3 năm rồi thì nói thẳng là họ có thể thay chậu bất kỳ ngày nào, mùa nào, kể cả đang có hoa họ vẫn thay chậu được mà. Nói chung là tùy theo từng người. Bởi vì anh em mới chơi thì mình khuyên là không nên thay chậu. Đấy. Thì giờ sáng mình có mua một số như thế này về mình chơi tập kệ. Chứ bây giờ điều kiện mình cũng khó khăn anh em, với cả mình thấy gốc nó quái, lắm gốc nó quái. Đây là dòng lò xo của Bình Định, loại này chắc phải tầm 17-18 năm hết rồi anh em. Vì cái mức độ không chăm sóc cho cây mai là rất là căng. Thì bây giờ là số lượng nó nhiều quá thì mình không thể chia sẻ kịp cho anh em. Thì bây giờ mình sẽ nói cho nó ngắn gọn để anh em dễ biết cách xử lý. Nhưng cây mai tùy từng cây mai. Những cái loại này nếu như anh em có ở nhà hoặc anh em mua về thì trường hợp đầu tiên đó là anh em cần phải chà rửa sạch sẽ cái này đi. Đó, chà rửa sạch sẽ cái này đi để xem thử là chỗ nào nó mốc meo các thứ thì anh em chà đi. Và anh em hạn chế là, mình cũng xin chia sẻ thật anh em là hạn chế cắt rễ của nó đi nhé. Thật sự đấy, mình chỉ cắt những cái đầu rễ mà nó dư ra này thì chắc chắn là sợ nó dập nó xước ấy. Anh em cắt thôi, còn cái bầu nó còn một ít đất kệ nó, không nên phá hết làm gì. Mình nói khuyên thật anh em đấy, bởi vì phá bầu là nó thường cây phải chăm sóc phải đúng kỹ thuật, còn nếu mà sai kỹ thuật thì cây sẽ bị suy. Mà vốn dĩ là những cây này nó đã là yếu rồi anh em ạ, nó không được chăm sóc nó rất là yếu rồi, mà nếu như anh em mà phá bầu nữa mà tung hết rễ ra thì nói chung là vẫn được. Nhưng mà những anh em nào mà chơi 2-3 năm rồi thì anh tung ra, còn những anh em mới chơi thì thôi, nó còn ít bầu nó cứ để vậy đi, trồng không ảnh hưởng gì đâu anh em ạ. Và những cái loại này thì bây giờ đằng nào cũng là làm mùa gần Tết rồi này, thì anh em có thể làm vặt hết lá đi. Đây, tuốt hết lá đi là để làm gì? Thứ nhất là anh em sẽ tránh được cái vấn đề là bộ nhện đỏ. Thì con nhện đỏ nó chỉ ở trên lá thôi anh em ạ. Thì khi anh em vặt hết lá thế này thì chắc chắn là con nhện đỏ nó đi đời nhà ma rồi, chứ không còn cái lá nào thì nó ăn bằng cái gì, thì nó phải đi chỗ khác, còn không nó trốn ở đâu ấy. Tóm lại là sẽ không ăn cây mình nữa, rồi sau này mình sẽ phun phòng. Thì thật ra những cây này mình không cần chơi hoa anh em ạ, bởi vì những cây suy như này thì không chơi hoa, còn trừ những cây nào chơi hoa thì anh em không nên lặt lá, chịu khó cầm cự để đến Tết, rồi chơi Tết xong rồi xử lý các loại bệnh nhện. Cái vấn đề đầu tiên mà khi mà mang về là nếu như những cây mà có bầu hay không có bầu cũng vậy, thì những cây này thì anh em cũng biết là nó bị nấm, thì mình tốt nhất là lên dùng cái bốt trà này anh em, hoặc là bốt đánh răng tùy anh em thôi, mình thì dùng cái này cho nó nhanh. Thì trà hết những cái bụi bẩn bám dính đi. Thì anh em lên để ý này, cái những cái cây mà có bầu thì thường là mình sẽ không ngâm thuốc kích rễ, thì khi mình trồng mình sẽ tưới thuốc kích rễ. Thì trong quá trình mà xử lý trà này thì cái nước trà này anh em nên sử dụng là cái nước đó là có cái thuốc kích rễ trước, thì để cho nó nấm, cho cây nó mau phục hồi, nó phát triển. Thì loại này nó ra là, nói thật ra mấy anh em, thì những cái loại mà người ta mà không chăm sóc này thì mình chăm sóc là cực kỳ dễ đấy. Dễ cực kỳ luôn, phải nói là dễ cực kỳ. Mình thì chỉ trà sơ sơ tới đoạn đây thôi, còn đoạn trên này thì ngày mai ngày mốt rồi mình trồng xong rồi mình nghiên cứu xem thử là cắt chỗ nào là mình cắt xong. Chứ bây giờ nhiều quá, đúng ra là cắt luôn, nhưng mà
nó nhiều quá, thành thử là nó nhiều cây á, mình làm không kịp. Thì mình sử dụng thuốc cây rễ ở trong cái chậu đây thì được tiện cái là đỡ phải tốn nhiều thời gian đó. Và cái bầu này anh em thả đấy này, cái kéo rồi nhỉ, ở đây thì là mình chỉ có cắt những cái đoạn rễ ở dưới này nha, những cái đầu rễ nào mà nó hư quá. Còn cái bầu thì mình khuyên cáo là anh em mới chơi nha, những anh em mới chơi, còn những anh em chơi lâu rồi thì mình nói những anh em mới chơi thì không nên phá cái bầu làm gì. Đó, thì như thế này thì anh em có thể mang đi trồng luôn bây giờ luôn, không cần để mấy ngày đâu anh em. Bởi vì cái mai này nó khác cái mai phôi. Cây mai phôi là nhiều khi mình mua về là mình không biết được là nó như thế nào, tình hình như thế nào, thì mình mới là để mấy ngày thôi. Còn những cái mai này mà mình biết được là nó đang ở trong chậu mà mình nhổ ra mình, tức là cái cây đây là không phải, nó yếu chứ không phải là suy, nghĩa là cái cây đây là nó bị không chăm sóc, anh em hiểu là nó, người ta không có chăm sóc, chứ nó không giống như là mình mua phôi. Mình mua phôi là nhiều khi là họ bán cho mình những cái loại mà phôi mà người ta cứu không được ấy, người ta bán cho mình thì về mình trồng, thì bố ai mà trồng cho sống, ai trồng sống, chứ còn mình ấy thì thôi xin phép thua ấy. Mình loại đấy mình bó tay. Mới cả là những cái thành phần mà phạm phân anh em, đặc biệt là những thành phần phạm phân là nguy hiểm cực kỳ. Đó, nên là anh em lên này, cân nhắc khi mua phôi thì nó khác, còn loại phôi này nó khác. Phôi đây là nó yếu bởi vì lý do là không có thuốc men, không có, tức là họ không có làm cái gì hết, họ không có phun tưới tắm không đủ, cây nó thiếu dinh dưỡng, không bón phân. Sáng ra mua mấy cây này chủ nhà họ có tưới nước đâu, mà cỏ nó mọc cao hơn cái cây mà. Được cái là mình khoái cái loại này, mai mốt về mình trồng mình chơi bonsai thì tiền nào của đấy anh em, tiền ít thì mình chơi đồ xoàng thôi. Nhưng mà cái van này cũng hai mấy các bác nha, các bác van này cũng hai mấy chứ không phải loại nhỏ nhỏ đâu. Thì trước là mình chia sẻ các một số kinh nghiệm, sau nữa là mình cũng xin nói luôn đấy là bác nào mà muốn thử sức cái mai Bình Định ấy, thì cứ việc alo cho mình nha, thích cái nào thì alo theo cái số Zalo của mình ấy, mình gửi hình mà rồi thương lượng, chứ còn mình cũng không có chủ định bán đâu anh em. Chẳng qua là anh em nào mà ưng cái vấn đề mà thích thử sức cái mai Bình Định ấy, thì Zalo cho mình. Cái này cái chậu, cái cây này to quá. Đây là người ta không có chăm sóc cho nên là cây nó như thế này này. Đó. Thì sau khi mình cũng xin chia sẻ thay anh em là khi mà anh em trà hết rong rêu này thì có hai phương pháp buộc anh em phải làm để cho cây nó mau phục hồi, đó là ngày mai hoặc ngay bây giờ cũng được, hoặc ngày mai nếu như anh em có một cây đúng không thì nó khác. Còn mình đây nó nhiều mình trồng không kịp, anh em hiểu không, mình trồng không có kịp. Nếu anh em mà có một cây thì anh em mà trà sạch sẽ đi, xong sau đó là anh em dùng cái cốc 85 ạ, một gói cốc 85 là anh em pha cho khoảng tầm là 2 lít nước, xong anh em quét hết lên nhân thân cây á, là để tránh nấm nó tấn công lại. Đó là những cái vấn đề cơ bản, bất kỳ cái phôi nào thế thôi thì anh em nên xử lý ngay lúc đầu. Nếu mình xử lý lúc đầu mà ngon lành thì cái cây mình nó phát rất là nhanh. Thì còn nếu mình để mà lằng ngoằng mình xử lý không tới nơi tới chốn, cái cây mình cũng xin nói thật với anh em là cái cây nào anh em xử lý không tới nơi tới chốn sau này xử lý lại mệt lắm. Và những cái loại này á thì sau khi xử lý cốc 85 xong thì trồng xuống khoảng tầm 3 ngày hoặc 4 ngày anh em lên phun cho nó một liều thuốc sâu. Rồi thuốc sâu thì có rất nhiều loại, nhưng mà anh em mình khuyên cáo anh em nên sử dụng cái loại mà thuốc mà chuyên phun cho nhện đỏ nha anh em. Thuốc phun nhện đỏ ấy, bởi vì gì? Để phòng luôn cái nhện đỏ đi, cái khi ra lọc non nhện đỏ tới nó bục mất. Không ngờ được gốc này to chà bá đấy, là nó tới nó bụp mất. Thì như vậy thì sẽ là cái
cái cây của anh em sẽ bị suy lại. Vậy là mấy cái vấn đề là anh em lên cân nhắc. Cái đoạn này mình chưa trà vì lý do là mai có khi là mình cắt cái khúc đấy đi. Mình mới cả mình nhiều lắm, mới cả quan trọng là mấy hôm nữa thắng thua là cái vấn đề là phun thuốc anh em, phun thuốc sâu, phun 2-3 lần là nó hết sâu hết bệnh, vãn cây nó phục hồi nhanh lắm. Thì loại này khi trồng thì anh em những cái cây mà bẻ bầu hay rồi ấy, nó còn bầu nhưng mà bầu đây gọi là bầu bẻ đó, thì anh em không nên bón bất kỳ một loại phân gì, kể cả phân chuồng phai mục, trong cái giá thể là không nên sử dụng mấy cái loại phân đó, bởi vì nó có khả năng nó sẽ khiến cho cây bị phạm phân anh nhá, ảnh hưởng nó nguy hiểm. Cái đây là đáng lẽ là mình sẽ moi bộ đế luôn, nhưng mà do mình đợi mình trồng xuống rồi xong mình mới moi từ từ. Bây giờ mình moi thật ra thì mình mấy ngày nay mình nhiều việc lắm, mình đang lắm việc quá cho nên là mình không có thời gian, mình chà rửa sơ sơ thôi. Thì cứ một tuần vậy anh em, tới cái rễ một lần, bởi vì mùa này là nó cũng lạnh, mùa này nó lạnh gốc anh em ạ. Thôi thì mình chỉ là làm điển hình sơ vài cây rồi lát mình làm tiếp để mình chia sẻ anh em cho dễ. Mà trồng rồi á thì anh em để ý xem một số cái vấn đề như sau này. Mới vấn đề đây thì thật ra nó rất đơn giản thôi, nhưng mà nhiều khi anh em là chỉ cần sơ suất ấy. Mình nói thật chứ không phải mình nói đùa đâu. Nhiều khi anh em sơ suất là sẽ dẫn đến cái mai của anh em có thể là nó sẽ chết luôn. Thì khi tưới nước anh em nên dẹn chặt hết tất cả đất này này. Đừng cho nó có cái bọng ở trong đất anh em, đừng cho nó có cái bọng. Bởi vì là nếu như mà nó có cái bọng đấy là sẽ có một cái lượng không khí. Mà nói thật ra thì về nguyên nhân vì sao thì mình không biết, nhưng mình biết thừa rõ là nếu có cái bọng đấy thì cây sẽ dễ chết hơn, nó khó phát triển. Và những cây như thế này thì khi trồng anh em là nếu như cây mà còn tán nhanh nha, thì anh em phải tính là cái lượng rễ của mình nó mới, cây mình nó mới thay chậu, thì buộc lòng anh em phải hãm bớt một số lượng cành nhánh không cần thiết. Bởi vì nếu mà dày lá quá, nhiều lá quá thì lực hút của nó thoát nước này, cái độ thoát nước của lá rất là cao, thành thử là nó sẽ khiến cho cái mai của anh em nó bị ra rễ không kịp, nó bị suy. Còn nếu như anh em muốn để mà tàn lá cho nhiều thì thứ nhất anh em phải đáp ứng được một số điều kiện này, là phải che mát toàn diện là một, thứ hai lên một ngày phải phun sương lên trên lá này 5-6 lần này, để làm gì, để tránh mất hơi nước đấy, là mình cũng chia sẻ thật mà anh em là như thế. Còn cái cây này thì mình không có cắt sửa, bởi vì mình thì cũng ít mai mà, ba cái loại này thôi mình để mình để lùm này luôn rồi mình dưỡng, sang năm mình buồn có khi cho thuê được 500-700 triệu, nói chung là kiếm đồng ra đồng vô anh em ạ. Nó cũng khó, tùy người chơi mà, về thế dáng thì tùy người cho nhanh nhanh. Thế dáng thì mình không có chia sẻ, mình đang nói về cái vấn đề cây chăm sao cho nó tốt thôi. Đó, chỉ cần làm vậy thôi. Thì anh em cân nhắc là cứ một tuần tưới thằng Atonic một lần, thì bộ đế của cây mai của anh em sẽ ra nhanh, rễ sẽ ra nhanh hơn. Và đấy là những cái cây mà còn lá nhá nhá. Còn những cây mà không có lá này nhá nhá, những cây không có lá này thì anh em khoảng tầm là 2 ngày tưới nước một lần. Còn những cây có lá thì có thể là một ngày tưới 2 lần. Bởi vì những cây không có lá thì nó sẽ không thoát nước, độ thoát nước nó sẽ ít. Bởi vì nó làm gì có lá đâu, nó có thoát nhưng mà rất ít. Thành thử là anh em 2 ngày tưới một lần vẫn được. Nếu một ngày tưới một lần thì phải đảm bảo yêu cầu là cái chậu của anh em phải thoát nước cực nhanh. Chứ nếu cái chậu anh em mà bí nước thì sẽ dẫn đến hiện trạng là chết cây. Còn về cái phần bộ đế này thì tạm thời là anh em không cần nôn là cái vấn đề là bung ra cho đẹp làm gì. Bởi vì quan trọng nhất là cây phải sống, khỏe mạnh, chứ không phải là cái đẹp cái bộ đế đâu. Thì anh em chỉ cần trồng cái cây nó hơi cao lên một tí đó, xong anh em có thể là quây tôn lại. Rồi sau này anh em gỡ cái miếng tôn ra rồi anh em cứ cậy đất lần hai này. Đó, thì nó sẽ lộ được bộ đế thôi. Bởi ngay phút đầu không cần lộ ngay anh em. Cây quan trọng nhất là sống, chứ không cần là đẹp. Đó là cái vấn đề mình muốn chia sẻ anh em, là một số anh em mới chơi nhiều khi hay mắc phải những cái lỗi rất nhỏ, nhưng mà sẽ khiến cho cái mai của anh em sẽ chết. Và thường thường thì những cây còn lá thế này này, đây mình sẽ quay thực tế này, thì thường thường khoảng tầm là 20 ngày thì nó sẽ ra rễ, rễ tơ nó sẽ ra rất nhiều, 20 ngày. Còn những cây mà cắt cọc như thế này thì thường thường khoảng 1 tháng hoặc hơn 1 tháng nó mới ra rễ. Thì lý do đơn giản thôi, lý do đây là cái cây mà nó còn tàn lá thì
nó sẽ kích rễ ra cho nhanh để tự cái cây nó kích này, để cho nó kịp cái vấn đề mà lá nó. Còn những cái cây này thì rễ nó, lá nó không có thì bộ rễ nó sẽ ra chậm hơn rất là nhiều. Đây là những cái vấn đề cơ bản thôi, không có gì khó anh em ạ. Thật ra chơi mai nó dễ lắm, không khó đâu. Khó nói ra là còn vấn đề là những cây vừa rồi là khi trồng anh em không được sử dụng bất kỳ một loại phân gì, kể cả phân bò, phân chuồng, khoai mục không nên trộn. Thì để mình giải thích xem này, sau khi khoảng tầm 20 ngày đến 1 tháng là những cây đây này thì nó sẽ ra rễ ở đây. Thì cái bầu mình tới đây đúng không anh em, bầu mình hồi sớm tới đây đúng không, thì khi mà ra rễ tới đây thì anh em có thể lấy đi một cái lượng đất ở tất cả chung quanh vành như này. Đây anh em lấy đi, rồi anh em trộn phân bò, khoai mục anh em bón vào đây. Thì những cây thế này á, nếu cây thế này ở trên cái chậu này thì thường thường là nếu như anh em mà bón phân bò ở chung quanh này, đúng không, bón phân bò ở chung quanh đây, moi sâu xuống này này, bón xuống dưới đây, bón lên. Phân bò thì mình trộn tỷ lệ thì mình có làm mấy clip trước vậy, anh em tham khảo. Thì những cây này có thể sống trong cái chậu này được 5 năm đến 8 năm, không cần phải thay đất, thay chậu. Vì hàng năm mình sẽ tăng cho nó một lượng phân bò lên để nó có sức nuôi cây. Còn những cây như thế này là những cây trong chậu không bị bể bầu, hoặc là những cây mà của nhà anh em mà thấy nó xấu quá anh em muốn khắc phục thì mình cũng khuyên anh em là mùa này không nên nhổ lên. Thì mùa này thì chỉ có những anh em nào chơi lâu rồi thì họ có thể nhổ bất kỳ ngày nào, còn những anh em mới chơi thì theo mình là không nên nhổ lên. Thì anh em cứ muốn tăng tốc cho nó thì anh em bón một ít phân bò hoặc phân chuồng lên đây này đấy, rồi tưới cho nó, rồi đến qua riêng, qua hoặc là cuối năm những ngày gần Tết hoặc là qua riêng anh em cũng thay chậu. Bởi vì thay chậu mùa này nói chung là mùa này là mùa đứng lọc, cho nên thay chậu mùa này không phải là một ý tưởng hay. Còn quả mình phải thay thì lý do thì bây giờ mình mua thì mình nhổ thế này, mình không thay thì biết làm thế nào đấy. Mới cả hai nữa là những anh em nào mà chơi 3-4 năm rồi thì họ có thể thay chậu bất kỳ thời gian nào, tháng 1, tháng 2 cho đến tháng 10, 11, 12, tất các loại tháng trong năm họ đều có thể thay chậu được anh em ạ. Còn những anh em mới chơi thì mình khuyên là như thế, còn đấy là tùy anh em thôi. Còn một trường hợp mà như thế này, nếu như cái chậu này còn ngon, anh em không muốn thay mà muốn đấy, thì anh những cái loại này mai hầu như là các loại mai mà lò xo này hoặc mai miền Tây, bộ đế rất, bộ rễ rất là nhiều, rất khủng, thì anh em có thể dở cây lên để mình dở luôn cho. Đây, mình dở lên rồi nha. Sau khi dở lên này thì anh em có thể làm cách thức như thế này, nghĩa là không phải thay chậu mà có thể cho cây ăn luôn nếu như anh em cảm thấy thích. Thì khi dở lên là dưới cái đáy này thì anh em bón lót cho nó là phân bò khoai mục là anh em bỏ dưới. Xong rồi đây, ví dụ anh em bỏ lên tới tầm này đúng không? Xong sau đó là anh em đặt cái cây lên là trồng lại bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Thì như vậy thì thường thường cây này nó sống trong cái chậu này tốt được khoảng là 3 năm, nếu làm cái đấy thì được 3 năm, còn nếu thay chậu kiểu kia thì từ 5 năm đến 8 năm. Bởi vì là thay kiểu kia là cái lượng phân mình vô sẽ nhiều hơn, nhưng hàng năm nha, mình xin nói trước là hàng năm anh em lên tăng cường là cứ 2 tháng bón một lần phân chuồng khoai mục lên trên chốc cây mặt chậu này thì cây nó mới bền được. Còn nếu như anh em mà cứ thay đất mới phân chuồng không mà anh em không bón lót lên trên thì cây nó cũng chỉ ăn được khoảng 1 năm hoặc hơn 1 năm thì nó cũng hết dưỡng chất nan, thì cây nó chẳng hạn của anh em sẽ bị xuống. Đây là những cái vấn đề nó rất là thực tế, nhưng mà tóm lại là như thế này, cây mai nó dễ chăm sóc, rất dễ và cũng rất khó, nhưng quan trọng là cái quy trình chăm sóc của anh em. Thì clip nào mình cũng vậy, và clip này mình vẫn chia sẻ nói thêm thế này, tất cả các cây mai thiếu phân, ít phân thì cùng lắm như loại này anh em, không chăm sóc thì nó vẫn như thế này, vẫn còn sống. Chứ nếu mà những cây nào bị dư phân, phạm thuốc thì mình cam đoan là anh em không thể cứu, hầu như là chết. Vì vậy cho nên là cây có thể thiếu phân, không lên thừa phân nha anh em. Thì đấy là mình chia sẻ chân thành như vậy, còn tùy anh em, tin hay không tùy. Thế còn mình thấy phạm phân là mình hơi sợ đó. Phạm phân là thường thường là cháy đầu rễ. Đây là những cái loại bị phạm phân ngày trước này. Đây này, chắc chắn là có cái vụ phạm phân này, này. Là cho nên nó mới chết rễ kiểu này nha. Đó, phải không? Là mấy cái vấn đề mà bị phạm phân, phạm thuốc. Thì vì vậy là mình thì làm clip nó hơi dài dòng, thì rất mong anh em xem thông cảm. Bởi vì nhiều anh em họ mới chơi, họ không có biết, nhiều khi họ cứ nghĩ là cây nó không ăn phân thì nó làm sao mà nó tốt được.
thành thử họ bón rất nhiều. Ví dụ như cây này, cái chậu này nha, mình đơn giản đó. Cái chậu này bây giờ nó còn khoảng tầm 6 phân này, nếu như anh em mà bón cho mình nguyên phân bò thôi, nguyên phân bò nhé, phân bò hoai mục luôn được, anh em bón lên lấp lên tới đây này, mình đảm bảo anh em tưới nước khoảng tầm 1 tháng sau cây này chết ngắt, mình cá luôn đó. Anh em không tin thì cứ thử kiếm cái cây mai nào dùng thử coi. Cái lượng phân bò tuy là nó không bị phạm phân nhiều nhưng đấy là cái lượng ít thôi, còn số lượng nhiều nó vẫn chết. Còn hai nữa, nếu mà phân khoa học thì ví dụ như cây này anh em bón khoảng tầm làm nửa thì ăn cơm đúng không, chứ nếu bây giờ anh em mà lấy cái khoảng tầm 2 thì ăn cơm tương của cây này mình cũng cam đoan là cây rễ này cháy đen. Đó là lý do là cây có thể thiếu phân chứ không thể thừa phân. Như cây này thì anh em thấy là cái mức độ chăm sóc người ta, anh em nhìn biết này, họ không có bón phân, không có tưới nước, không tưới tắm, thế tới bao nhiêu năm này nó có chết độc còn nguyên này này đấy. Chứ còn bây giờ mà anh em mình cứ đem đi phân bón cho nhiều thì nó buộc phải suy thôi, cái suy nó chết. Những cái loại này rất dễ cực khắc phục cực kỳ nhanh luôn, mình xin nói thật là những cái loại này, bởi vì những cái loại này là không phải nhà vườn chính họ chăm sóc thì mình chăm sóc sẽ dễ. Còn những cây nào mà anh em mua tại các khu vực nhà vườn mà nó bị suy thì mình cam đoan là anh em không có cửa để chăm sóc đâu, bởi vì nhà vườn họ chăm còn không lên được. Cái cây đó là nó ăn thuốc rất nhiều, nó ăn phân rất nhiều rồi, nó bị suy đủ kiệt yếu rồi thì nó bị lão hóa cây rồi thì không tài nào mà cứu được nhanh nha. Thì anh em nên cân nhắc là tại sao có những cái phôi mà rất dễ trồng mà có những cái phôi rất khó trồng, đó là những cái lý do mà nó là như thế. Thì tổng cao tất cả anh em, clip của mình đến đây xin phép tạm dừng, và tất cả anh em nào có vấn đề nào thắc mắc thì có thể để lại bình luận bên dưới hoặc nhắn qua Zalo mình sẽ tranh thủ ít thời gian để trả lời giúp anh em, nhưng mà không có nghĩa là mình trả lời đúng nhé, bởi vì nhiều cái kinh nghiệm mình cũng không được cao, không bằng các nhà vườn đâu. Nếu anh em quen nhà vườn nào thì tới nhà vườn học hỏi thì sẽ nhanh hơn, còn mình thì chỉ biết sơ sơ tập vẽ hơn anh em mới chơi một tí, thì cũng chia sẻ anh em tí cho nó hay. Và tổng chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em trong các clip sau. Và đặc biệt là anh em nào mà cảm thấy mà muốn thử khả năng về mai lọt xo của mình định và những cây suy yếu này thì có thể là alo trực tiếp cho mình hoặc nhắn qua Zalo cho mình, số điện thoại mình là 0326884556 để có thể là sở hữu những cái mà gọi là đau đầu nhất.